Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Need for Speed Most Wanted. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Ở Fresh Edge. Vẫn chưa được chưa? Một đoạn nữa. Các bạn vừa đua mấy lượt nữa thì có đủ tiền để mua chiếc xe ngon. Ok. Rồi, let's go. Thank you.
The Grisco. Đây là một map khá là đẹp. Ok. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Need for Speed, No Limits. Let's go. Thank you.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Traffic Reader. Ở đây các bạn có thể nâng cấp chiếc xe của mình. Ok. Let's go. Đây là một chiếc xe mình mới mua và tốc độ chiếc xe này cũng khá là cao. Oh my gosh, không hiểu sao quả vừa rồi không lách được, tài thật. Tiếp tục mission 5. Ok. Cái này thì các bạn có thể đua và xem các bạn đi được bao xa ở trước cúp này. Đây là tính thời gian tỷ lệ đi bao xa trong bao nhiêu km. Ok, của đó mình không lách được bên phải, đâm ra bị chết luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go.
Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. A first slide. Let's go. Tựa game này thì cấu hình nó hơi cao một chút và nó hơi nặng một chút, cho nên các bạn khi vào game này thì nó hơi chậm một chút nha. Chứ các bạn đừng chờ lâu quá mà các bạn có thể thoát ra. Vì đây cũng là một tựa game đua xe rất là hay. Ok, play. Wow, cấu hình hơi cao cho nên hơi dập một chút. Ok, đã mở thêm một chiếc xe. Let's go, lên level 2. Rồi, mình sẽ đua thử cái này.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Infinity Vesto. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, First Show. Let's go. Checking content. Wow, có vẻ tựa game này load hơi lâu, không biết là do lỗi hay là do có thể không vào được. Ok, được rồi. Chàng kia đi có vẻ hơi nhanh. Upgrades, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo.
Pressing forward. Single leg. Legs. Yeah, okay. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Rush Round đi ba. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Rest now.
Oh my god, một phát mình chết luôn, tài thật. Cứu rồi. Từ từ đánh ta. Tên lửa, oh my god. Ok, thành công rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Let's go. Vẻ đùa hơi khó này, nó rất là trơn. Ok, rồi và mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.